hết hồn à. Ngồi xuống nè. Ở đó đó, trời ơi thô bạo quá cưng. Gái gứa gì mà thô bạo quá. Ngồi xuống đây. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ ra nè. Xinh quá ha. À, chào hai em. À, dạ em chào chị Cát Tường, em chào bạn bên kia, em chào mọi người có mặt ở đây. Em tên là Đông, em đến từ Tây Ninh và hiện tại là em đang làm nhân viên bán hàng tại một chi nhánh ở Tân Bình. Năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi, rất nhẹ nhàng, dễ thương. Ở Tây Ninh thì nhà còn ba mẹ, còn anh chị em gì đông không? À, dạ còn đủ hết ạ. Mời tới em bên đây. Dạ em chào chương trình, chào bạn bên kia, chào chị Cát Tường. Em tên Hiếu, em 26 tuổi luôn. Dạ em đang sinh sống và làm việc ở huyện Bình Chánh. Chánh. Dạ. Em đang làm công ty giày da. Em làm về mảng nào trong đó? Em làm bên nhân viên điều độ. Điều độ. Dạ. Là điều độ là làm gì? Là triển khai hàng hóa. À. Để cho sản xuất. À rồi chị hiểu em rồi. Em quê Bạc Liêu. Em lên đây lâu chưa? Em lên đây được 7 năm rồi. 7 năm. Dạ. À, hiện giờ là em đang sống với ai ở Bình Chánh? Em đang ở với anh hai. Anh ruột dạ, đó hả? Dạ. Hai anh em. Dạ. Hai có gia đình chưa? Dạ, có gia đình rồi. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Tật xấu là em là nhậu xỉn, không nhớ, hay quên. Có hay xỉn không? Dạ có ít đó, ít đi nhậu. Năm xỉn mấy lần? Em cũng biết. Tháng xỉn mấy lần? Tháng xỉn chắc là tháng lần thì 5-12 lần, đơn giản thôi, có gì đâu không biết. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, dạ, điểm mạnh của em là ca hát, biết quan tâm và hòa đồng. Nói chung là vấn đề là công việc của em á là bán hàng, tư vấn bán hàng. Cho nên là cái phần mà tạo cảm xúc cho người đối diện thì... À. Ok hơn. Rồi. Còn điểm yếu của em thì em có nhiều điểm yếu lắm. Háo ăn, ngáy ngủ, mù đường nữa. Bây giờ thì bắt đầu vô những câu hỏi nó hơi mang tính riêng tư một chút xíu. Dạ. Mà chị Tường tin rằng là mọi người khán giả theo dõi cũng sẽ muốn biết những cái thông tin như chị. Và ngay cả những người, hai người ngồi đối diện thì cũng muốn biết thông tin của nhau. Trước tiên là trong cộng đồng LGBT của em đã come out với gia đình chưa? Dạ, em đã come out với gia đình em rồi. Bao nhiêu lâu rồi? Chắc cũng nửa năm trước rồi. Phản ứng của gia đình như thế nào? Cái phần cơm ao này á là em chỉ cơm ao với ba mẹ thôi. Còn ông bà nội thì là cái người em thường hay chia sẻ và biết rất là lâu rồi. Thời gian trước thì mẹ hỏi em là bộ như vậy hả? Thì em cũng có nói thiệt là sau đó thì mẹ phản ứng rất là gay gắt. Mẹ nói là con như vậy thì thôi, đừng có nhìn mẹ nữa. Nhưng mà may mắn cái là hai mẹ con cũng hòa với nhau rồi. Hiện tại là đang rất là ok. Nhưng mà chị nghĩ thì cái điều đó trước giờ là, thí dụ như từ lúc nào thì em biết là mình như vậy? Cái này nó có biểu hiện từ trước chưa không hay là mới sau này thôi? Dạ thì thực ra là hồi nhỏ là em cũng dạng là yếu đuối đi, nhẹ nhàng. Bây giờ cũng vậy chứ không phải hồi nhỏ. Bây giờ chị thấy em cũng rất là nhẹ nhàng. Cái giai đoạn mà em biết á là em đi lính ra. Có đi lính nữa hả? Em có đi lính năm 19 tuổi. Oh. Tới 21 tuổi thì ra thì đi lính ra mới phát hiện. Dạ ở trong lính chưa, ở trong đó thì em có cảm nắng một cái bạn sinh năm 90. Gái hay trai? Con trai. Sau đó thì đi ra rồi thì cảm thấy là nhớ chứ không nghĩ là mình thương bạn. Sau đó là lên Hồ Chí Minh lại thì gặp bạn và tối đó thì hai đứa về nhà bạn ngủ chung thì bạn say xỉn rồi bạn hôn em một cái. Em phát hiện là mình cũng thích cái cảm giác đó. Dạ. Còn trong cái ký ức tuổi thơ của em có bao giờ em thích bạn phụ dạ, nữ chưa? Dạ em không hề nghĩ tới vấn đề đó. Từ lúc đi học luôn cũng dạ, chưa có hề thích một dạ, bạn gái nào trong lớp hết. Có thích bạn gái, không nghĩ là mình thích con trai. À có nghĩa là hồi đó giờ đi học thì mình vẫn nghĩ là mình cũng có thích con gái. Dạ đúng rồi. Có quen bạn gái nào trong lớp chưa? Cũng có cảm nắng một vài bạn nhưng mà sau đó thì con nít mà. À tiếp còn câu chuyện của em thì sao? Hồi nhỏ là mấy anh bộ đội về quê về gần nhà em á là đi tập này nọ là cái em hay ngủ cái đứa nít mà thấy phá chạy theo. Theo cái từ cái mến mấy anh á. Đợt cái anh đi xong hết mùa sau cái anh đi về. Mấy anh luôn hả? Như là đông lắm. À. Mình mến thôi chứ mình nói là mình chưa có thích. Như là mình chưa mến như là anh ruột thôi. À. Cái là mấy anh đi về cái buồn quá khóc này nọ vậy đó. Khoảng mấy tuổi là mới biết là mình thích con trai thôi. Mà cho chị hỏi xíu thì vai trò trong cái chuyện nam nữ của tụi em là cái vai trò em là vai trò như thế nào? Dạ thì em là sen cho nên là cũng vai trò nào thì em cũng làm được hết. Có nghĩa là men cũng được mà yếu cũng được. Dạ bình thường em cũng men mà. Chị chưa thấy em men luôn á. Thôi em gồng lên. Gồng lên. Còn bên đây em là vai trò mình là như thế nào? Em là vai trò boss. Boss là có nghĩa là
em yếu. Là ứ là phải yếu. Dạ. Đúng không? Chị dùng từ vậy đúng không? Dạ. Đúng không? Chị nhìn em có vẻ còn mạnh mẽ hơn anh bộ đội bên đây luôn á. Này mặt rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Sao em biết em là Sen? Mối tình đầu tiên em lúc mà em mới vào nghề á, em vào nghề. Thì lúc mà cảm nắng một bạn nữa thì bạn này quen mối tình đầu đi, gọi là mối tình đầu hai đứa quen nhau. Thì bạn vai tốt. Nói chung là bạn là người đưa em vào đời đó. Top là trên. Dạ. Bot là dưới. À rồi cái cuối cùng Sen là giữa. À rồi điều vậy là trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình quen nghiêm túc. Mối tình sâu đậm nhất của em là mối tình nào? Lý do mối tình sâu đậm nhất của em là mối tình thứ hai, 3 tháng. Chứ không phải cái đưa vào đời hả? Dạ không. Đưa vào đời mà không sâu đậm. Thực ra là lúc đó thì kết quả chia tay á, là hai đứa không hợp tính nhau. Với lại lúc đó là em đóng vai vợ. Cái lần đầu yêu thì cảm thấy là con rất là còn con nhất. Bắt đầu qua cái mối tình thứ hai thì em lên top lại. Mối tình thứ hai thì em lên top, bạn là boss. Quen nhau đúng được 3 tháng. Đúng cái ngày 20 tháng 12. Quen thì 20 tháng 9 và chia tay là 20 nhớ tháng 12. Nhớ rõ như vậy luôn. Mối tình đó tại sao ngắn mà lại sâu đậm nhất? Em cũng tính những con đường mà giữa hai đứa ở chung với nhau. Nhưng mà rốt cuộc thì hai đứa thì nó có một vài cái thì nó không có hợp với nhau. Ví dụ như bạn chưa cơm ao mà phần yêu của em thì em muốn công khai. Rất là khó chịu chị ạ. Dạ không vượt qua được cái điều đó. Dạ vượt qua không vượt được. Một câu hỏi nữa là dạ, trong hai vai trò đó em thích cái vai trò nào hơn? Thì ra đối với em thì em không quan trọng là mình là vai trò nào. Quan trọng là khi mà hai đứa thương nhau thì có sự đồng cảm, chia sẻ và quan tâm nhau xíu. Tự nhưng mà nếu em chọn em cũng phải có cái thích cái nào hơn, nhịn hơn cái kia chứ. Dạ thì từ khi quen bạn thì em lại thích là một cái chỗ dựa. Em muốn bảo vệ người dạ, người còn lại, đúng không? Dạ đúng. Thế còn em đã come out gia đình chưa? 19 tuổi đã come out. Mẹ em mất rồi, nhưng mà cha còn cha thôi. Nhưng mà cha còn đã có mẹ sao nữa. Nhưng mà gia đình này cũng rất là dễ. Come out một cái là cha cũng hơi buồn xíu, nhưng mà ông cha cũng nói là kệ con chọn thì con thương thì con chọn. Chứ cha không có chọn được thì sao cha cũng chịu. Gia đình này rất là dễ là được cái đó. Rồi em trải qua được mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua được hai mối tình. Mối tình năm em 21 tuổi á, là em cũng quen trên mạng vậy đó. Thì xong nhắn tin qua lại về nhà đi chơi. Xong được khoảng 3 tháng vậy đó là cái em chia tay. Tại vì người ta có em mà còn đi chơi người khác. Là lăng nhăng. Dạ. Nhưng mà có phải cái giới của em thì không được chung thủy cho lắm không? Có điều đó có đúng không? Cái này em cũng không biết nè, mà em thấy đa số là cái giới nào cũng như cái giới nào. Cũng tùy người đúng không? Dạ, cho mình biết giữ. Rồi. Còn cái tình thứ hai là em quen cũng trên mạng luôn, mà em mở được mình em quen được một năm cũng về sống chung. Sống chung là cũng tiếp tục cái con đường cũ vậy đó. Cũng là người ta có người khác nữa. Dạ cũng đi chơi đây nọ vậy đó. Em bắt gặp nhiều lần luôn mà em cũng tha thứ nhiều lần thôi mà cuối cùng cũng vậy nữa. Em nghĩ em là người chung thủy. Em chung thủy. Em nghĩ như thế nào, cái điều gì để có thể giữ được cái mối quan hệ của giới tụi em cho nó bền chặt? Thì để mà hai đứa mà gắn kết với nhau bền chặt thì phải mỗi đứa phải biết suy nghĩ cho đối phương một xíu. Không ai mà sinh ra là đã hợp nhau. Mình phải biết thay đổi và cảm thông và biết suy nghĩ cho người ta, đặt cái suy nghĩ của mình vào cái người đối diện. Thế bây giờ mẫu người mà em mong muốn tìm kiếm là một người như thế nào? Thứ nhất là cơm ao. Đã cơm ao. Đã rồi, cơm ao. Được. Cái thứ hai là công việc ổn định. Cái thứ ba là cùng có những cái suy nghĩ giống như em về tương lai để mà tiến xa hơn. Vì chứ không phải là bây giờ cũng lớn rồi, chứ không phải là quen nhau vài tháng rồi thôi. Cùng tương lai để tiến xa hơn, cụ thể là ví dụ là có thể là về sống chung và sau đó là được thì có thể là cưới. Là em cũng muốn là đám cưới đồ đàng hoàng. Đúng. À hiểu rồi. Tiếp. Nếu mà được thì cái tương lai gần thì em mong muốn là có thể dắt bạn về nhà để gặp ông bà nội, gặp ba mẹ. Bây giờ là gia đình em giờ là đồng ý hết trơn rồi đó. Chấp nhận rồi đó. Dạ đúng rồi, đồng ý hết rồi. Còn em muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm một người là không cần đẹp, không cần giàu có gì, cũng công việc ổn định là được. Nhưng mà biết quan tâm, chia sẻ những lúc vui buồn là được. Em cũng muốn kiếm một người đang dẫn về ra mắt cha mẹ dưới quê, với ông bà dưới quê. Ông bà dưới quê cũng về, không phải là khó. Em có muốn có đám cưới không? Dạ em cũng muốn.
cũng muốn. Ai cũng muốn. Đâu có nhiều người không muốn nha. Em nói là sai, ai cũng muốn là sai. Chị Tường cũng đã làm rất là nhiều chương trình và cũng tiếp xúc rất là nhiều với các bạn trẻ. Và trong cái giới của các em, không phải ai cũng nghĩ vậy. Có nhiều người là chỉ thích sống như vậy thôi, cũng không có dám làm lớn, sợ ảnh hưởng gia đình. Đúng. Rồi có nhiều người thì kính tại vì công việc, rồi nhiều kia. Nhưng có những người là họ muốn khao khát sống đúng với cuộc đời của họ. Họ muốn được mọi người công nhận và biết đến và được hưởng hạnh phúc mình một cách công khai. Thì là mỗi người một ý riêng, chứ không phải là ai cũng vậy đâu á. Nói chung là hai em trùng khớp ý với nhau. Ok, rồi có hình không? Hai đứa có hình không? Trời ơi, đông quá. Nào, ít trời đất ơi, thôi. Đông quá làm sao mà lựa nổi. Đám một rừng luôn á em. Đó, tìm đi cưng. Ảnh nó trọng á. Rồi. Phù hợp, tìm đi hai bạn. Mỗi bên cho nhau một cái gợi ý đi nè. Em cao 1m mấy? Em cao 1m73. 1m73. Em cao 1m64. 1m64. Mặt hơi tròn tròn. Mặt tròn. Bên đây 1m73, hơi gầy gầy, rồi hết. Hơi gầy gầy. Hết, khỏi nói nữa. Rồi, em nghĩ là em đoán cái bạn này. Đâu? Không biết đúng không? Hy vọng là đúng. Lý do tại sao mà bao nhiêu đây người ngồi không chọn, đứng không chọn, chọn người ngồi. Em có linh cảm. Vậy á hả? Dạ, em có linh cảm. Nhưng mà nếu bạn này thì có đúng gu em không? Bạn cao hơn em xíu không sao hết. Được hết. Cao hơn nhiều quá chứ. Em chọn ai? Em nghĩ này. Lý do sao chọn anh đó? Tại mặt tròn. Nhưng mà ta có 1m64 à, em tới 1m73 lẫn. Dạ cũng không sao, chiều cao đâu quan trọng. Phải không? Dạ, ví dụ là chị cũng được. Đúng rồi. Đúng luôn em không? Đúng luôn hả? Rồi, xin mời hai bạn bỏ hình và nhìn người thật. Thử xem hôm nay nhận xét mình như thế nào nha. Có cái điểm gì với nhau không nha? Được không? Hình như em đoán đúng rồi đó chị. Hình như em cũng đúng. Đúng rồi, còn hình như gì nữa. Đúng rồi, mình ăn mừng nè. Tiên thì anh có cái quà tặng em. Đưa qua đây luôn, không cần đi qua. Rồi ok. Qua chi ta thấy đó, mình lùng hơn. Cái khẩu trang với lại miếng cười tay nữa. Hy vọng là nó thay em. Ý nghĩa là nó thay anh bảo về em. Em cũng có quà tặng anh. Quà tuy là nhỏ nhưng mà em thích nó như là thích anh vậy đó. Trời ơi, thả tính ghê. Nhỏ em thích nó chứ em thích anh vậy, thích luôn rồi hả? Đúng rồi. Có cần chị ngồi đây nữa không hay chị đi luôn cho rồi cho nó lẹ. Ồ, trời kỹ quá ha. Trong hoa có khẩu trang, nước rửa tay nữa ha. Đúng, tình yêu mùa dịch là phải như vậy, bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Nhưng mà nãy giờ chị có bị gì chị cũng lay hai em rồi, không sao. Cảm giác đầu tiên khi cánh cửa này mở ra, cảm xúc của em là gì? Dạ, rất là vui khi mà mình nhận đúng người. Còn cái thứ hai thì bạn cũng rất là dễ thương. Mình phải có thưởng chứ. Bây giờ mình hát bài hay là mình làm gì cho nó vui vui lên đi nè. Thực ra là bài này thì em mới nghe của Đức Phúc ca vài lần thôi, em chưa có thuộc lắm. Vài câu thôi, vỗ tay cho ảnh đi em. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua biển xanh, vượt qua cả những ngàn mây thiên đường. Dẫu có nói bao lời, cảm giác trong anh bây giờ hơn cả yêu. Ai dễ thương, nhẹ nhàng quá vậy trời ơi, thiệt tình. Ờ được rồi, vậy Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để hai bạn trò chuyện với nhau ha. Có điều gì cần trao đổi thì mình cứ trao đổi. Thời gian chương trình rất là ngắn, phải tranh thủ nha. Anh vừa chưa mà. Rửa tay, vệ sinh trước khi ăn. Rồi mời hai bạn thưởng thức. Món ăn này là cánh gà chiên nè, khoai tây và burger mini. Món ăn rất là ngon của nhà hàng Hoàng Yến Buffet ha. Và tâm sự trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời các bạn ngon miệng. Dạ. Chào em. Em có ngại khi mà nếu mà hai đứa có quen nhau đi chơi chung với nhau, anh lại thấp hơn em xíu? Dạ không, em thấy cũng bình thường mà. Lúc trước em quen cũng có người lục hơn em, cũng có người cao hơn em. Tại là em làm và ở bên Bình Chánh luôn hả? Dạ đúng. Thì anh qua em thì cũng không xa lắm đâu. Anh ở ngay Tân Bình luôn. Tân Bình. Em có thích đi du lịch không? Em cũng đi du lịch được nhiều nơi. Đà Nẵng rồi, Nha Trang rồi, Đà Lạt rồi, Vũng Tàu rồi, Mũi Né rồi, em cũng đi nhiều nơi. Anh cực kỳ thích đi du lịch. Và cái chỗ mà thích nhất của anh là Đà Lạt. Đà Lạt. Nếu mà với có một ước muốn là nếu mà có người yêu á là sẽ cùng nhau đi du lịch Đà Lạt. Tại vì có một cái lời nguyền ở đó là khi mà em cũng biết mà khi mà quen nhau có thể là chia tay, anh muốn là nếu mà được thì hai đứa mình cùng nhau phá bỏ cái lời nguyền đó. Nhà em có đông anh em không ta?
Nhà em có ba anh em. Em chính giữa. Giữa. Anh là lớn nhất ở nhà. À, lớn nhất hả? Còn ba đứa em nữa. Ba đứa em. Có một đứa 95, đứa 99 với lại một thằng Út. Dạ. Nhà anh trai không ạ? Có hai gái, hai trai. Dạ. Nhưng mà thật ra là có một gái thôi. Một đứa là lét rồi. Dạ. Cũng rất là mừng khi mà nó sống đúng với giới tính của nó. Chút xíu nữa có thể là được thì anh sẽ dắt em đi gấp thú ở trên CRV ở trên kia. Gấp 10 lần mới dính được lần. Dính nha. Vậy là mình hợp nhau. Có thể được. Chút đi gấp thú nha. Dạ. Trời, nó nói chuyện không, không có ăn luôn á. Thế cái bữa hẹn hò đầu tiên chưa? Tại vì có hẹn bạn là đi gấp thú. Đó rồi. Đi đâu? Đi gấp thú. Đi gấp thú hả? Hai đứa nhiêu tuổi rồi? 26 rồi chị, nhưng mà tâm hồn cũng còn trẻ trẻ. Ồ, tôi thấy ông này bắt cỡ, đúng rồi, thấy bên này cũng bắt cỡ luôn nữa. Nghe thầy... Ngại á chị, bị khớp á, cũng đúng gu của mình. Đúng gu luôn hả? Dạ vâng. Không, mà ở ngoài chị cũng ngồi ở ngoài mà chị thấy điện nó sẹt sẹt sẹt, nó tứ lung tung chỗ này luôn nè. Bây giờ hai bạn hãy dành những câu hỏi trực diện với nhau, hỏi thẳng nhau để có thể mình hiểu rõ được nhau nhiều hơn. Em thấy anh sao? Anh nhìn đẹp, dễ thương. Nói chuyện cũng qua đầu, vui vẻ. Chắc hết rồi không? Hơi thấp. Thấp đúng không? Lo lo anh cũng hơi tự ti về cái vấn đề này. Đâu có sao, cái đó là chờ cho sao đó gì. Khi nhìn em, anh muốn hôn ở đâu? Anh sẽ hôn ở môi. Anh có thích tôm trùng với em không? Thực ra là cái đó là một cái sở thích của anh. Có. Em nghĩ sao khi yêu một người bạn thân? Đó, em thấy là không nên thích người bạn thân. Nếu mà mình theo người bạn thân đó, nếu lỡ mà mình không hợp nữa chia tay mình sẽ bắt luôn người bạn. Anh cũng chưa, nghĩ như chưa em. Gì mà đã nghĩ đến chia tay rồi. Không, tại em thấy đa số là gì vậy? Sao em không nghĩ người bạn thân là hiểu hết mình rồi, mình yêu nữa thì nó sẽ càng thân hơn, hiểu hơn. Em nghĩ là người bạn thân chỉ nên là bạn thân. Đúng vậy. Em hỏi nữa được không chị? Cái mối tình sâu đậm nhất của em á là năm em bao nhiêu tuổi và nó mấy tháng, kéo dài bao nhiêu lâu? Năm em 23 tuổi, kéo dài được 1 năm. Tại sao chia tay? Tại vì nãy cũng có dễ nói thật rồi là... Người ta không có chung thủy. Thương mình thì cũng thương mình, nhưng mà người ta vẫn đi ngoài. Em có bắt cặp tại trận không hay là đùa? Em không bắt cặp tại trận, nhưng mà em bắt cặp trên tin nhắn. Những lần mà người đó đi nhậu xỉn về, điện thoại em lấy điện thoại em bấm câu ở tin nhắn, người ta nhắn tin, người ta rủ này nọ vậy đó. Cái em buồn, em mới hỏi người ta nhận. Mà người ta cũng xin lỗi, cũng này nọ, nhưng cũng nhiều lần. Thực ra là anh nghĩ về cái vấn đề này thì sẽ có. Đôi khi cũng gọi là cảm nắng một người nào đó thì cũng không có giấu giếm được. Nhưng mà vấn đề là có đi ăn dụng đi chăng nữa thì cũng biết mà. Kiểu như ý em là bây giờ đi. Một là không làm, mà làm không làm không được thì làm phải cho kín, đừng để đối phương phát hiện, đúng không? Không phải vậy. Biết dừng tại đâu chứ được đâu, dừng tại đâu quá. Dừng tại đâu? Có nhiều người á là đứng nước này chung nước nọ. Dạ, say nắng thì bình thường, tại vì cái giới này á thì gặp trai đẹp thì cũng gọi là thích mà, đúng không em? Dạ, đó. Đúng như vậy. Không thể nào mà nó không thích được. Nhưng mà phải biết là cái mối quan hệ thích này á, nó dừng tại danh nghĩa là bạn bè thôi, chứ không có tiến xa hơn nữa. Tại vì mình có người yêu rồi, mình qua nó có chủ rồi. Rồi, tới em. Anh nghĩ chứ điểm nào trên cơ thể của anh? Anh có một cái khuyết điểm thì sẵn khui ra luôn. Thì anh không đi tập gym mà cũng hay ngồi, cho nên là vùng bụng thì cũng hơi bé béo xíu. Hy vọng là em không có phản cảm. Cái này hơi tế nhị xíu nha. Khi mà em quen bạn thì cái một tuần thì cái nhu cầu của mình, của em ý như là cần hay là sao? Ý là cái nhu cầu của em là em với bạn đó thì... Của em lúc trước em một tuần một lần cũng có, mà hai lần cũng có. Nói chung là một hai thôi, không có gì. Thì còn em muốn mấy lần? Rất là ít có cái nhu cầu này. Thật ra là vậy. Cái nhu cầu em là cái gì? Nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Nó không có quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề là như là em nói là thương nhau, phải biết chia sẻ, biết lắng nghe nhau. Và quan trọng là em muốn công khai. Nên là em muốn có nhu cầu về cảm xúc. Dạ đúng. Quan tâm, chăm sóc. Dạ đúng. Còn cái chuyện tình dục nó chỉ là một cái chất kệ, một cái thứ yếu để mà để giúp cho cái mối quan hệ nó nồng nàn hơn. Dạ, nó, chứ nó không phải là cái quyết định. Dạ, tại đúng. Vì nếu mình cứ chạy theo cái điều đó mãi thì mình sẽ khó chung thủy được với một người. Rất là khó chịu khi mà quen nhau mà được bị giấu giếm trong cái mối quan hệ là mờ ám, giống như kiểu mà người yêu bí mật á. Cực kỳ khó chịu luôn chị. Hỏi gì nữa không? Còn hết, hỏi đi. Nếu em ngoại tình, anh có tha thứ không? Vấn đề là sau khi
xảy ra rồi, em biết, em giấu, đừng để anh phát hiện ra. Anh phát hiện ra thì anh sẽ rất là buồn. Tại vì khi mà cái mối quan hệ của mình thì anh sẽ kỳ vọng rất là nhiều. Thì khi mà nghĩ tới chuyện mà một người yêu của mình họ này kia với một người nào đó nữa, em có buồn không? Tất nhiên là buồn đúng không? Đó, cho nên là sau khi mà em không còn thương anh nữa thì em cứ nói thẳng ra, có thể là dứt sớm được thì cả hai cùng khỏe. Có nghĩa là nếu như em phát hiện rồi thì em không tha thứ. Thực ra là tùy vào cái tình cảm mình còn hay không nữa. Mình còn tình cảm với đối với đối phương thì cho dù mình có bị phản bội 2 lần 3 lần thì mình cũng có thể là suy nghĩ vấn đề là quay lại nếu mà người ta thực sự hối cải. Còn ví dụ như phát hiện ra một lần, tha thứ một lần, lần thứ hai, lần thứ ba tiếp nữa, không thể nào mà tha thứ hoài được. Hiểu ý anh chứ? Dạ hiểu. À là cái này là trước khi em vào đăng ký chương trình là em ghi ra sẵn đó phải không? Trước này khi ghi hình là em ghi ra. Tại vì em sẽ liệt kê những câu hỏi ngồi trước gương và em nói chuyện cũng em suy nghĩ khá nhiều câu hỏi dành cho bạn. Nhưng mà khi mà chị kéo cái này ra cái tự nhiên nó bay đâu mất tiêu hết trơn. À thính khá quá ha. Dính thính chưa cưng? Tại vì bạn khá là dễ thương đó. Hai bạn có còn muốn nói gì với nhau nữa không? Trước khi chị Tường cho hai bạn bắt đầu chuẩn bị bấm nút với nhau. Tới với chương trình này thì em nghĩ là em và anh cùng mục đích là muốn hy vọng tìm được một cái người có một cái mối quan hệ lâu dài, đúng không? Thì qua cuộc nói chuyện thì anh thấy là mình cũng khá là hợp nhau. Hy vọng là em và anh sẽ cho nhau một cơ hội để mà có những cuộc nói chuyện, có những cái tiến xa hơn nữa và cùng nhau có những cái dự định về sau này nha. Rồi em có muốn nói gì với ảnh nữa không? Hiện tại muốn nói ảnh nói chưa? Sao vậy? Trời ơi, người không có chính kiến như những lời em nói anh nói hết trơn. Rồi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nãy giờ Tường chị cũng đã dành cho hai bạn khá nhiều thời gian hơn những cặp đôi bình thường. Tại vì đây là những cái trường hợp mà chị Tường cũng rất là muốn biết, muốn quan tâm. Nhưng mà thật sự những thời gian trên đây nó cũng không có đủ để chúng ta hiểu hết được nhau. Đây chỉ là một cái chiếc cầu nối, một gỡ nhau thôi. Và ở đây chúng ta bấm nút giống như em nói là công khai trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Và đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì đưa ra quyết định. Em suy nghĩ kỹ nha. Nếu bấm nút thì nhấn mạnh, không bấm nút lặng lẽ lấy tay ra. Mời đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại nha. 1 2 3. Mở mắt lên đi, thấy chị Tường làm gì không? Đó, nó không thèm nhìn chị Tường luôn, ghê chứ, nó nhìn nhau không hà. Được rồi, thật là một cặp rất là đẹp đôi. Mời hai bạn đứng về phía bên này. Hơi tự ti xíu rồi. Nắm tay nhau đi hai đứa. Một nụ hôn nè, hồi nãy khao khát hôn gì đó, làm đi. Công khai, em muốn công khai mà. Ok, mời hai bạn. Hơi ngại. Không có gì đâu ngại. Người ta con gái người ta không ngại với em trai. Em hơi ngại. Hơi ngại nhưng mà thôi hôn đại đi em. Tranh thủ ha. Gì ở dưới mấy người kia muốn gì, sao tự nhiên ai cũng nín thở cầu thoát thân hết trơn vậy? Thật sự là cũng rất là vui khi hai bạn có thể là đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý chia sẻ với nhau những cái buồn vui trong cuộc sống. Và chị cũng mong như hai bạn nói vậy đó, nhiều người người ta cũng đánh giá chưa có tốt lắm về giới của mình. Thế mình hãy sống thật là tốt, mình hãy là những người lương thiện, hãy giúp đỡ nhau vượt qua những cái con đường ở phía trước để có cùng chung một cái mục đích ha. Và rồi, hello em ha. Mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha. Hôm nay thì ở đây chỉ có team biên tập với lại sản xuất của chương trình thôi, không có người ngoài. Cho nên là mình chủ động mình chia sẻ về bản thân rồi là những cái tài lẻ năng khiếu mà mình có đi để mình lên sân khấu sao cho nó vui vẻ thoải mái nhất nha. Rồi, họ tên, tuổi, công việc với quê quán của em nè. Dạ, em tên là Thảo. Em quê của em ở Quy Nhơn, Bình Định. Hiện tại thì em đang làm việc ở Nhật. Đang ở Nhật hả Thảo? Dạ đúng rồi chị, em đang nhập giờ lành. À rồi, cái em là gì hả? Dạ, Cát Thị Thu Thảo. Cát Thị Thu Thảo. Nhìn Thảo Cát thì tưởng thấy nickname như vậy thôi. Không cả. Thảo sinh năm bao nhiêu? Dạ, sao chị? Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 91, 19, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1991 à. Ừ, quê là ở đúng không? Dạ, Quy Nhơn, Bình Định. Rồi, đang làm ở Nhật là em làm công việc gì? Dạ, em làm văn phòng kế toán chị. Đang làm kế toán hả? Rồi em đi học sinh lên hay sao? Dạ, đúng rồi chị. Em học tiếng 2 năm sau đó
học chuyên ngành. Thì em mới đi gặp được một năm rồi chị. Này, em qua nhà được bao lâu rồi? Dạ 5 năm. Đến bây giờ là em đi từ năm 2018. Từ năm từ lúc đến giờ đã về quê lần nào chưa? Dạ em về năm ngoái, em có về một lần là tháng 8 em về một lần rồi chị. Em hiện tại em là mẹ đơn thân đó chị. Em có một em bé 7 tuổi. Ừ. Dạ. Rồi mẹ đơn thân là vậy là con em là con trai con gái rồi đang ở đâu? Dạ con của em là con trai đang ở chung với ngoại Quy Nhơn đó chị. Ừ. Tức là sau khi ly hôn thì em mới đi sang Nhật hả? Dạ đúng rồi chị. Nói chung là em ly hôn xong em bị sốc quá. Xong rồi em định là đi Nhật. Nói chung là đi đổi đời để con mình nó có tương lai. Rồi mới rồi đổi đời đi là đi tìm chi phí rồi thu nhập nó đã bù lại được cái vốn mình bỏ ra mình đi chưa? Dạ thì cái tiền mà đi là mẹ của em cho rồi, tiền để dành của em một ít nữa chứ không phải là em đi du học chứ không phải là đi xuất khẩu lao động á chị, nên nên nó khác với các bạn kia. Nói chung là dư thì cũng không có dư, tại vì là vừa học vừa trang trải cuộc sống này con của em nữa đó chị. Em rồi vậy thì quay lại cái cuộc hôn nhân của em đi, thì em ly hôn năm nào với lại tại sao em ly hôn? Dạ thì em quen chồng của em, người yêu em á, thì hồi trước là khi em vào Sài Gòn em học xong thì em quen từ năm 19 tuổi là em đã quen quen thì năm thì hai người đám cưới được một năm thì em là ly dị, tại vì em về Quy Nhơn sinh bé xong rồi chồng mặt hết lòng thì người ta quen người khác. Nói chung là em cũng không chấp nhận. Rồi về là chồng ở lại Sài Gòn có người khác đúng không? Dạ. Nên em phát hiện ra là em ly hôn luôn. Em phát hiện ra xong là em ly hôn luôn. À em phát hiện ra xong rồi lúc đó là em cũng chưa chấp nhận được, tại vì là chồng em giấu kỹ quá chị, giống như là người ta có người mới nhưng mà người ta vẫn gửi tiền về nuôi mẹ con em, tại vì là lúc mình chưa có đi làm á chị, thì với đứa đầu tiên á nên ba mẹ em rồi ba mẹ chồng cũng nói là thôi để cho em bé nó lớn một xíu, một tuổi rồi mới quay lại Sài Gòn chứ nhỏ quá vào thì hai vợ chồng cũng cực á. Thì em cũng nghĩ là chồng mình chung thủy rồi đâu có biết là người ta đã như vậy đâu. Xong rồi khi mà phát hiện ra thì chồng em cũng giống như là quen tập 7-8 năm thì quá hiểu rồi, xong người ta cũng không có gì để giải thích nên người ta cố tình đâm đơn gọi là ly dị đơn phương á, thì em cũng không chấp nhận được, giống như là mình bị sốc mình không chấp nhận được. Xong rồi cái ngày mà em đi học em thi tiếng Anh thì đó là đúng cái tờ ký giấy luôn. Nói chung là em có mặt ở dưới tờ, em có mặt ở dưới tờ một lần là cái lần mà người ta hòa giải đó. Xong rồi nhiều người người ta khuyên em thôi thì đàn ông người ta đã như vậy rồi bỏ rồi cứ để làm gì nữa. Nói chung là trải qua nhiều sóng gió nhưng mà mình không người ta phụ mình đến như vậy nên thôi em học là đã ngoại tình rồi là đơn phương ly hôn luôn đúng không chồng em á? Dạ dạ đúng rồi chị. Tại vì là quen 7-8 năm quá hiểu, tại vì vượt qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời hồi nói chung là chồng em cũng hư lắm, mà mình nghĩ là thì em tín ngưỡng với đạo Phật đó chị, kêu là giúp một người thì giống như 7-8 tuổi gì đó thì thôi mình cũng muốn cưới. Nhưng mà lúc cưới xong một năm là bị gãy luôn, nên đến tận bây giờ người ta cũng không nghĩ em là như vậy rồi. Đi nhầm bảo lãnh chồng qua đó. Dạ. Ủa là em bảo lãnh, em định đi Nhật để em bảo lãnh chồng em qua hả? Dạ không, giống như là nhiều bạn bè người ta không có nghĩ là hai vợ chồng ly dị á chị. Dạ tức là lúc em đi Nhật rồi nhiều người vẫn không nghĩ là em đã ly hôn. Dạ đúng rồi, người ta cứ nghĩ là em đi xuất khẩu lao động chứ không nghĩ là em đi du học, nên đến tận bây giờ bạn bè em vẫn nhắn tin là hỏi đi xuất khẩu lao động tiền rồi đã khó không kiểu, nhưng mà không, em đi du học. Rồi ok chị hiểu rồi. Thế là từ lúc sang Nhật đến giờ ấy là có một mối quan hệ nào khác không? Dạ nói chung là em thì
em cũng mở lòng, em cũng quen nhiều người, nói chung bạn em thì đa số là con trai, nhưng mà giống như là không phải cái gu của mình. Có. Dạ. Nói chung là em đi tham gia các cái rất là nhiều, giống như là bên này tình nguyện viên này, hoặc là chương trình này chương trình kia, thì em rất là mở lòng, em rất là thích đi tham gia, nhưng mà để mà tìm một người mà em xác định lâu dài thì em vẫn chưa chưa kiếm được. Thế em muốn tìm mẫu người như thế nào? Dạ, em thì em muốn tìm một người là giống như là có cái sự bao dung á, tại vì là hồi bữa em cũng có coi chương trình bên mình, có một cái chị gọi là muốn bước thêm bước nữa, nhưng mà người ta không có con, xong rồi thì bị mọi người cộng đồng ném đá kêu quá, người ta cũng dữ quá. Nói chung là em có một đứa con rồi, em cũng không không muốn là đẻ một đứa nữa. Ví dụ cái người tới với mình á, người ta mình bằng cái Rồi, tức là bây giờ em muốn không muốn sinh nữa, em chỉ chăm cho đứa con của em thôi đúng không? dạ Nhưng mà em chăm con người ta được không? dạ được chị, thì người ta thương con mình thì mình cũng thương con người ta thôi, chứ làm Đó, thì sao tức mà là bây giờ là người ta lớn tuổi rồi, người ta có con rồi, người ta cũng có con riêng của người ta rồi, thì người ta cũng không muốn con nữa. Thì đồng nghĩa với việc là người ta bao dung, người ta thương con em, thì ngược lại em cũng thương con người ta. dạ thì em thấy chuyện đó là Rồi. chuyện bình thường. Rồi, về ngoại hình của bạn trai thì sao? Dạ thì em thì cao 1m65, 65 kg, nói chung là người em con, nên em cũng muốn kiếm người cao hơn em một xíu, chứ đừng nhỏ hơn em kỳ lắm. Em cao 1m65 đúng Dạ không? Bạn trai là cũng từ bằng em trở lên đúng không? dạ Rồi tuổi tác thì sao nè? dạ em thật sự em không quan trọng về cái số tuổi đâu chị, em chỉ cần cái người đó hợp với mình, hiểu mình, với cái gu mình là được, chứ không quan trọng tuổi tác hay là như như em không quan trọng tuổi đâu. Ok, về quê quán thì sao em? Công việc của bạn trai thì sao? Dạ thì em muốn tìm một người giống như người ta, là người ta tri thức một xíu cũng được, còn không thôi thì công việc ổn định đấy chị, chắc chắn một tí. Nhưng mà bây giờ là em có dự định là em về Việt Nam không hay là em sẽ ở Nhật luôn? Dạ cái này là giống như là phải là duyên đó chị, tại vì là hiện tại mới đi làm bên này thôi, chứ em cũng chưa đi làm lâu dài á chị. Em thì cũng chưa Nghĩa là có gì trong trong cái kế hoạch cuộc đời của trong cái kế hoạch cuộc đời của em á, là em có ý dạ định em quay trở về Việt Nam không, hay là em sẽ ở bên đó để sau này là cứ ở đó, xong rồi con em lớn lên thì em sẽ đưa con em sang đấy với em? Dạ thì cái này gọi là nếu mà duyên á, thì em sẽ về Việt Nam, còn không có duyên thì em sẽ ở lại Nhật, tại vì là bây giờ em cũng chưa có gì trong tay, em không có số vốn, cũng chưa có tay cái gì, giờ kêu mà bỏ Nhật thì chắc chắn là em chưa làm. Rồi, hiểu chị hiểu rồi. Nhưng mà nếu mà tham gia chương trình là em có thể sẵn sàng về Việt Nam để em tham gia chương trình. Dạ thì cái dự định của em thì tầm là cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì sẽ về Việt Nam chị, còn mà lỡ có trục trặc thì không không nói trước bên này. Rồi, ok. Tức là cuối tháng 4 đầu tháng 5 em sẽ về Việt Nam đúng không? Nếu như lúc đó là chưa có bạn trai thì sẵn sàng tham gia chương trình. Không, đến bây giờ em vẫn chưa có thằng trai luôn. Thì chị nói là nếu như đến thời điểm đó, tại vì bây giờ mới là cuối tháng 2, em còn tới 2 tháng nữa mà, biết đâu một ngày đẹp trời em bước chân em đi làm nó gặp một chàng trai nào đó thì Không, chị nếu có thì 4-5 năm nay em đã có rồi. sao? Không phải duyên đến bất ngờ nha em. Dạ không, em khó tính lắm, nói chung là người ta tăng 3-4 năm còn chưa đổ mà. Dạ Thế thì niềm tin ở đâu để em ra chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em chỉ có thời gian em gặp người ta có 30 phút thôi. em tin vào một chữ là chữ duyên đó chị, Thì đó nếu thì chị mới nói là chữ duyên, lỡ như có duyên bước chân ra đường gặp một chàng trai nào đó thì sao, đúng không? Nhưng mà thôi, hy vọng là đến lúc vào tháng cuối tháng 4 đầu tháng 5 về là có dịp để tham gia chương trình với bọn chị nha. dạ Ok rồi. dạ Cảm ơn Thảo nhiều ha. Có em cứ giữ liên lạc với chương trình, để khi nào mà chương trình có cái lịch thi hành mà nó cũng trùng với cái dịp em về, thì là thứ nhất là nếu như được thì em chủ động em báo cho chương trình là khoảng thời gian đó em sẽ về, để chương trình sẽ sắp xếp cho em ghi hình ha.
Dạ rồi em Chào. hiểu ạ. À. Ừ, cảm ơn Thảo nhiều. Chào em. Dạ chào chị, bye bye chị ạ. À. Chủ động giới thiệu giúp em một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang ở đâu và làm công việc gì nhá. Dạ vâng, em tên là Đào Thị Liên, em sinh năm 1989. Em làm công nhân tại công ty em ở thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Thị xã Phú Mỹ, huyện tỉnh gì ạ? Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Dạ vâng, chị làm công nhân là mình làm về mảng gì chị ha? Em làm bên kiểm tra chất lượng của đồ nội thất ạ. Kiểm đồ nội thất, dạ rồi ạ. Đào Thị Liên hay Đào Thị Linh ạ? Đào Thị Liên. Đào Thị Liên, dạ rồi. Rồi Liên là quê ở đâu em? Dạ em quê ở Thái Nguyên ạ. Thái Nguyên đúng không? Dạ. Rồi em vào Vũng Tàu lâu chưa? Em đang sống ở Vũng Tàu với ai? Dạ em vào được hơn 4 năm rồi. Em đang sống cùng hai đứa con ạ. Mấy đứa? Hai. Hai đứa con. Là trước đây là em ngoài Bắc hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi, chắc là cũng là ly hôn xong rồi xách con vào trong này đúng không? Dạ. Làm sao cái cuộc hôn nhân của em nó được bao nhiêu lâu rồi, con em là mấy tuổi, đến mấy tuổi rồi? Dạ em kết hôn năm 2019, à lộ 2009 2017. Con em con lớn của em năm nay 13 tuổi rồi, 17. Rồi bé là mấy tuổi rồi? Bé thứ hai thì được 9 tuổi. Con trai hay gái em? Dạ là một cái. Đứa lớn là trai, đứa sau là gái hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi sao hai vợ chồng em kết hôn từ năm 2009 đến năm 2017 thì mình ly hôn, thì cái lý do ly hôn của mình là sao? Dạ cũng tại vì không 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 hiểu nhau, với lại cũng có mối quan hệ bên ngoài nên là chồng cũng cũng ý là nói là không, vợ chồng không hiểu nhau, tìm được người khác hiểu hơn thì cũng bận thân ban rồi với quyết định. Là lúc đó là hai vợ chồng em cùng ở quê luôn hả, hay là đi làm không? Dạ đúng rồi. Hiện tại giờ vẫn ở quê ạ. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì Liên? Điểm mạnh sao chứ? Em không có điểm mạnh mà. Điểm yếu của em thì em cũng hơi là nóng tính. Với Cái gì nữa? em hay nóng tính lắm, với lại chắc có thiếu vậy ạ. Có tài lẻ năng khiếu gì không? Có điểm mạnh gì đặc biệt không? Dạ em thì chỉ biết chăm lo cho gia đình, với lại còn em không lo cho con cái ạ. Rồi mẹ vào đây rồi ba mẹ con sống ở đây rồi ổn không? Dạ cũng gọi là cũng ổn. Có người thân ở trong này không em? Em cũng có cô dì chú bác ở trong này, nhưng mà em thuê nhà trọ, gọi là cũng có người quen thôi chứ em cũng không ở chung. Rồi vậy thì thu nhập mỗi tháng của em thì nó khoảng bao nhiêu? Dạ thu nhập mình bây giờ thì mỗi tháng cũng được 8 triệu, với lại đôi khi nghỉ cuối tuần thì em cũng hay đi làm thêm nữa. Tăng Cũng được. ca nữa đúng không? Dạ vâng, em đi làm thêm công việc khác, ví dụ như là em đi làm tiệc cưới ạ. Tạm ổn ạ. Rồi chồng có luôn phụ nuôi con không? Dạ không, em cắt đứt quan liên hệ từ hồi em vào đây rồi ạ, không có liên lạc gì hết, mà chồng em cũng không có chút kết gì hết. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ em muốn một người bạn biết
nói chung là hiểu lúc anh gia đình này rồi cùng chia sẻ công việc cũng như là gia đình rồi nói chung là thương em và thương cả con em luôn ạ. Ừ. Tuổi tác ngoại hình là sao? Là tuổi tác thì cũng không có quan trọng lắm tại vì vì chồng em cũng thua em một tuổi ạ. Ngoại hình thì dễ nhìn là được. Ok, rồi. Chị cảm ơn Liên nha. Hôm nay chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi thì khi nào mà tìm được người phù hợp cũng như là có lịch ghi hình thì chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình giúp em nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc và hiện tại chị đang ở đâu? Dạ vâng, em tên là Thị Thanh Thủy, ở quê ở Hải Dương, năm nay sinh năm 1983. Mình đang làm cán bộ thư viện ở trường cấp 2 ở Hải Dương. Rồi, Hải Vương chị ở chỗ nào nhỉ? Ở tớ ở huyện Ninh Giang mình ơi. Rồi, cán bộ thư viện tại trường cấp 2 Hai Đông Xuyên. Rồi, Hải Dương. Rồi. Ok, chị Thủy là một người như thế nào? Và có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Tớ thì hơi trầm tính, nhưng mà ít nói hơn. Không hay giao tiếp với cả bạn khác giới. Rồi. Trong công việc thì nhiệm vụ của mình thì mình phải làm thôi. Rồi. Còn điểm gì, có thể còn cái điểm mạnh thì sao? Nhiệt tình, tớ thì chỉ là nhiệt tình với công việc thôi. Khi mà đã dần được giao việc, cần phải giao việc được làm thì tớ sẽ hết lòng vì cái công việc mà tớ được giao. Dạ, rồi. Trước giờ chị có những mối tình như nào, tình trường chị ra sao? Tớ thì ly hôn được 14 năm mà con trai tớ năm nay học lớp 7. Hiện tại thì là hai mẹ con đang ở cùng với nhau. Ly hôn 14 năm? 14 năm mình ơi. 14 năm dạ. Con trai học lớp 7. Rồi. Con trai học lớp 7. Hiện tại hai mẹ con đang ở cùng với nhau. Rồi, con trai có mong muốn là mẹ đi một bước nữa không ạ? Bạn ấy thì tớ chỉ muốn kết bạn thôi, tức là tạm thời thì nếu mà để mà tiến xa đến hôn nhân thì tớ suy nghĩ đến kiểu đấy, nhưng mà muốn tìm bạn để chia sẻ. Có nghĩa là đang tạm thời chỉ muốn kết bạn đã. Có nghĩa là cháu không thích hay sao chị? Vâng, tức là từ hồi bé mới đẻ ra đã được ở cùng với mẹ rồi nên là cái cảm giác mà bị chia sẻ tình cảm nên là bé không thích mình. Tôi cũng nói chuyện qua với bé thế nhưng mà nghe có vẻ là bạn ấy không thích lắm. Dạ rồi, ok chị. Dạ, thì bản thân của chị là bây giờ mình muốn kiếm một cái hình, cho hỏi thêm một chút xíu là hai anh chị sống với nhau được 14 năm, vậy thì cái lý do không, không. Là... Không phải là sống với nhau được 14 năm mà là... ly hôn được 14 năm. Hai chị sống với nhau bao nhiêu lâu ạ? Được 2 năm thôi ạ. Vậy tại sao mà mới như vậy mà vì cái lý do gì mà mình ly hôn ha? Bố của bạn bé nhà tớ thì ham chơi. Nói chung là ham chơi xong vô tâm. Nên là tớ không cố gắng nữa. Chị là người từ bỏ đúng không ạ? Đúng rồi mình ạ. Rồi. Ok chị. Rồi bây giờ chị ở Hải Dương ấy thì bây giờ chương trình quay trong thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà tìm được người phù hợp thì chị có sẵn sàng bay vào trong này không ạ? Tớ cũng có thể đi được nhưng mà với điều kiện là bên mình phải cho tớ thời gian sắp xếp ít nhất là từ 2 đến 3 tuần để tớ sắp xếp công việc, bởi vì ngoài cái công việc mà làm cán bộ thư viện nhà trường ra thì tớ còn làm cộng tác viên của bên mạng VNPT nên là công việc của tớ làm thị trường nên là đi phải, nếu mà muốn đi ra khỏi địa bàn Hải Dương thì phải sắp xếp thời gian để bố trí lịch ấy. Dạ rồi em hiểu. Dạ dạ vâng, chắc chắn là phải báo trước với lại những người ở xa ấy. Phải báo trước hết. Rồi bây giờ chị mong muốn là tìm kiếm một cái mẫu người như thế nào chị nhỉ? Tớ thì cũng chưa định hình được cái mẫu người mà nếu mà mình hỏi là tớ có cái định hình cái mẫu người lý tưởng như thế nào để mà dựa vào đó để theo đuổi đây thì tớ chưa có. Thế nhưng mà tớ chỉ cần có cái người nào biết quan tâm, chia sẻ và đừng vô tâm là được. Chia sẻ rồi. Thế hỏi, nhưng mà chị biết sao không?
Tại vì bây giờ chị không có nói về mẫu người, không nói về những cái yếu tố ban ban đầu như kiểu là ngoại hình thì bọn em cũng chả có cơ sở nào để tìm hết. Vâng. Cũng khó nhỉ. Tức là tớ thì hiện tại là tớ đang cao 1m54, tớ chỉ cần là người cao hơn tớ khoảng 10 phân, cũng không cần phải nhiều lắm. Nếu mà nói về ngoại hình cũng không béo quá, không gầy quá thì tớ Vâng. đang 52 cân. Không béo quá, không gầy quá. Ừ. Rồi. Tóc tai mặt mũi. Vẫn cứ nhìn là được chứ đừng xấu quá, bởi vì tớ cũng thuộc cái tầm trung bình bình thường. Rồi, công việc nào thì phù hợp với chị? Việc để phù hợp với tớ thì chắc là bộ đội, thì bởi vì có à đấy, bây giờ bạn nhớ thì nhắc đến đấy thì tớ nhớ, tức là nếu mà bộ đội thì là tớ vẫn thích những cái chú bộ đội từ ngày xưa rồi. Rồi. Rồi còn thêm một cái ngành nghề nào nữa không? Hay là chỉ có tập trung vào chú đội thôi? Ngành nghề gì nữa thì tôi cũng giống như viên chức như tôi cũng được, nhưng mà với điều kiện nếu có được thì bên mình tìm cho tôi người ngoài Bắc đi chứ vào trong Nam hơi xa đấy mình. Dạ, vâng. Ngoài Bắc Hà Nội đúng không ạ? Được. Rồi. À, tuổi tác sao chị? Tuổi thì năm nay tớ 40 rồi, tớ sẽ tầm khoảng 4 năm đổ 4 năm đổ chứ lại. xa hơn, xa hơn nữa thì cũng khó kết bạn, khó nói chuyện. Dạ vâng. Ok. Rồi còn chị có bây giờ lấy đây là quyền lợi của chị thì chị cứ yêu cầu hết những cái gì mà chị mong muốn tìm kiếm nhận được bạn trai thì chị báo em. Tớ thế mình cũng không cần cái gì nhiều lắm mẹ, yêu cầu cũng không có yêu cầu gì, quan trọng nhất là người ta phải biết quan tâm chia sẻ và đừng sống đừng đừng vô tâm là được. Dạ rồi. Ok, thì hôm nay cái buổi giao lưu đầu tiên và làm quen thì nếu mà tìm được những người phù hợp với chị ấy thì chương trình sẽ gọi điện lại báo với chị hay. Ừ, cũng được mình Dạ vâng, cứ em gọi cảm điện. ơn chị.